phải công nhận là iPhone nó giữ giá trùm cuối luôn anh chị. Đặt lên bàn cân như vậy nè thì mình mới thấy rõ ràng được cái sự giữ giá chênh lệch của nó. Minh chứng nè, iPad Pro thế hệ thứ 6 12.9 inch anh chị. Nội riêng cái phím này không á, mua là 8 triệu rưỡi rồi ha. Thêm cái viết này 2 triệu rưỡi nó coi như là 11 triệu. Rồi cái máy này á 12.9 inch còn bảo hành luôn anh chị thấy không? Lúc trước mua cách đây 3 tháng mấy á 29 triệu là coi như cái bộ này là đâu đó tầm khoảng 40 triệu anh chị. Cái máy này mới sử dụng có 3 tháng à. Mà bây giờ nó chỉ còn có hai mấy cũ thôi. Đó, nguyên hộp nó luôn anh chị thấy không? Nguyên bộ đồ của nó hết luôn nè. Đó. Bây giờ nó chỉ có hai mấy triệu thôi mà trong khi mua 40 triệu mới có 3 tháng. Quay qua cái iPhone 14 Pro Max. À cái con này là 256GB pin zin 98% thì hiện tại bây giờ cái mã này em Cường đang chia mức giá đâu đó tầm cỡ 23-25 ha, tùy thời điểm. Pin zin pin cao á thì anh chị thấy không, mà thời điểm cái con này em cho cao tay lắm luôn á. Một năm mấy gần 2 năm trước á thì khoảng 3 ít thôi, 30-31 triệu, mà bây giờ nó vẫn đang có mức giá là hai mấy triệu anh chị, sau hơn một năm. Anh chị thấy cái mức độ giữ giá của iPhone kinh khủng không? Bây giờ nó cầm quá thì nó cũng khó cho người dùng anh chị. Tại vì phải xuống giá đi để ta mua chứ bây giờ mấy ông nội cứ giữ giá vậy hoài sao mà ta mua đúng không? Nếu mà anh chị nào thấy mà iPhone 14, 15 Pro Max nó cầm giá nhiều quá thì anh chị chọn cho em Cường cái con 13 Pro ha, 1978 pin 100 này, máy mới chưa có sử dụng anh chị. Nhưng mà em không gọi nó là máy mới nha, em chỉ gọi nó là máy line new chưa qua sử dụng thôi. Đó, ngoại hình là không tì vết cái này là anh chị yên tâm rồi ha. 100 con như một. Pin 100%. Đó. Y như một cái máy bóc hộp làm sao thì cái máy nên y chang trong tình trạng của anh chị đó. Và em nói rồi, 13 Pro á, 13 Pro Max, hàng 1978 là cái hàng mà Apple họ đã thu lại của khách hàng đó. Nếu mà nó có nguy cơ bị màn hình xanh là họ đã thay luôn cái màn hình này cho mình rồi. Thành ra em nói bây giờ 13 Pro và 13 Pro Max á, 1978 á, cái nguy cơ bị màn hình xanh là hầu như là triệt để anh chị. Em bán bữa hôm ra nhiều rồi mà cũng chưa phải nhận bảo hành một cây màn hình xanh nào hết. Bây giờ ha, nó chỉ có là 15.5 thôi, coi như là máy anh chị giống như mua máy mini vậy đó. Được em Cường bảo hành một đổi một, lỗi đổi bất kỳ phần cứng nào, anh chị thấy đã chưa? Đổi bảo hành như em Cường nó còn hơn hãng nữa, hãng bây giờ chỉ bảo hành thay thế thôi chứ làm sao đổi được đó mà em Cường đổi luôn.